Mở đầu chương trình là các tin đáng chú ý trên lĩnh vực quốc phòng. Năm 2021, thành phố Hội An tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, đảm bảo chất lượng và phòng chống dịch bệnh an toàn, đủ 100% chỉ tiêu quân số tỉnh giao. Toàn thành phố có 140 thanh niên nhập ngũ, trong đó 100 thanh niên được biên chế về Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, 20 thanh niên về Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, năm nay nhìn chung thể lực, sức khỏe của thanh niên Hội An đạt chất lượng cao. Qua thực hiện hai gặp bốn biết, mọi thanh niên đều phấn khởi sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đặc biệt năm nay, Hội An có gần 50 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều thanh niên có trình độ đại học được kết nạp đảng. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Thành ủy Hội An và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, những năm qua, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và xây dựng lực lượng biên phòng tại xã đảo Tân Hiệp và các phường ven biển Hội An luôn vững mạnh. Qua tuyên truyền vận động, đồn biên phòng Cửa Đại và Cù Lao Chàm đã thực hiện hiệu quả ngày biên phòng toàn dân, huy động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, xây dựng các tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống ma túy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, mối quan hệ giữa đồn biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng gắn bó chặt chẽ. Công tác tuần tra kiểm soát, đăng ký quản lý người nước ngoài đến tham quan lưu trú được nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, lợi thế tiềm năng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An được phát huy, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Hội An. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Hội An đang tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc phổ biến những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, các báo cáo viên đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ mới và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung là tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người, xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước. Qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Chương trình tiếp tục với các tin phóng sự liên quan đến công tác hội phụ nữ. Đầu tiên là công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã phường ở Hội An. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đại vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội điểm của thành phố và cũng là đại hội điểm của tỉnh. Bà Đặng Thị Lệ Thủy, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài thành phố đã đến dự. Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ phường Cửa Đại đạt những kết quả khả quan, thu hút đông đảo chị em đến với tổ chức hội. Các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai sâu rộng. Các mô hình cầu lông hạnh phúc, heo đất nhà ta, tiết kiệm tra tấc vào bậc, v.v. hoạt động khá hiệu quả. Mô hình thu gom ve chai của ba chi hội hoạt động tích cực, biến rác thải thành tiền, tặng 9 thẻ bảo hiểm y tế và hơn 800 phần quà cho chị em gặp khó khăn. V.v. Nhiều năm liền, phong trào phụ nữ phường Cửa Đại được đánh giá vững mạnh, xuất sắc và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội cấp thành phố trong tháng 4 tới đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Châu cũng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Châu tập trung đẩy mạnh hoạt động phong trào phụ nữ ở các chi tổ hội, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, được đông đảo hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo khó khăn được thường xuyên quan tâm. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Châu đã vận động và hỗ trợ phương tiện sinh kế, con giống cho 11 hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, quỹ hỗ trợ phụ nữ Cẩm Châu khởi nghiệp đã được xây dựng với tổng số tiền 210 triệu đồng. V.v. Với những thành tích nổi bật, phong trào phụ nữ phường Cẩm Châu trong nhiệm kỳ qua luôn đạt thành tích đơn vị xuất sắc, được các cấp hội phụ nữ biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc quan tâm hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, lập nghiệp hoặc khởi nghiệp đang được các cấp hội phụ nữ ở Hội An đặc biệt chú trọng. Từ cách làm này, nhiều phụ nữ đã có cơ hội thoát nghèo, cận nghèo. Nhân hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Đây là ngôi nhà có cửa hàng kinh doanh nước giải khát của chị Nguyễn Thị Ngọc Dung ở khối Trạng Sỏi, phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Nhìn cơ ngơi này, ít ai biết rằng nhiều năm trước, gia đình của chị Dung là hộ nghèo, đời sống vô cùng khó khăn. Phường Thanh Hà đã phân công các đoàn thể và khối phố quan tâm giúp đỡ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao tặng phương tiện sinh kế, đó là xe nước mía để chị mở cửa hàng tại nhà.
Sau nhiều năm tích góp, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và anh em nội ngoại, chị Dung làm được nhà, nuôi con cái lớn khôn. Cố gắng mình vượt lên nha, chứ cũng cho được não mà não mạc cho con kế. Thành đứa mình cũng cố gắng vươn lên tất cả cho lùm lánh nhỏ đến cửa đi ở. Cùng với hỗ trợ phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thời gian qua, các cấp chính quyền và hội đoàn thể ở Hội An luôn đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ khó khăn về chỗ ở. Các tổ chức hội đều có cách làm phù hợp để hỗ trợ cho hội viên. Riêng hội phụ nữ bằng nhiều mô hình, đặc biệt là mô hình thực hành tiết kiệm, heo đất nhà ta, heo đất lòng vàng. Hội phụ nữ các cấp đã kêu gọi cán bộ, hội viên tiết kiệm kinh phí và hỗ trợ quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, không có điều kiện làm nhà ở. Từ cái hội phụ nữ mà hỗ trợ cho cái nhà này, nhúng mừng kinh lắm. Cái rồi làm đây cũng đối với công là chị mẹ chỉ có mong có cái phòng nhỏ nhỏ ở thôi, chứ cũng không mơ ước cho tới cái nhà mà lớn như đây. Nhờ phụ nữ hỗ trợ thì xa lại con cũng có nhát lẫn cái đây cho mẹ, giấc mơ của mẹ đã thành sự thật. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, tổ chức hội các cấp đã hỗ trợ giúp đỡ được hàng trăm trường hợp khó khăn. Phong trào vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp, thu hút nhiều ý tưởng, cách làm sáng tạo phù hợp, gây quỹ, thực hiện các hoạt động giúp đỡ phụ nữ. Đến nay, đã có thêm 10 chị được xây dựng mái ấm tình thương với kinh phí hỗ trợ hơn 300 triệu đồng, giúp các hộ ổn định chỗ ở, an tâm lập nghiệp. Cũng thông qua hoạt động, nhiều phụ nữ là những doanh nhân thành đạt đã sẵn sàng chung tay chia sẻ, tham gia cùng tổ chức hội các cấp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ hàng ngàn phần quà cho phụ nữ gặp khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh thiên tai. Riêng về cái hoạt động mà hỗ trợ giúp đỡ cho phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như trong cái việc mà khởi nghiệp á, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã coi như là nhiệm vụ trọng tâm trong cái nhiệm kỳ qua. Cụ thể như là ngoài cái việc mà hỗ trợ giúp cho vốn vay qua kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì phụ nữ cũng đã chủ động xây dựng được cái nguồn quỹ gọi là quỹ khởi nghiệp để mà hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên phụ nữ. Ngoài cái việc vốn vay thì phụ nữ thành phố cũng đã giúp trao phương tiện sinh kế cho một số trường hợp hội viên phụ nữ. Hội An chúng ta thì hiện nay là không còn hộ nghèo, chỉ còn là hộ cận nghèo, thì hội đã giúp đến cái hộ phụ nữ cận nghèo là chủ hộ và phụ nữ khó khăn để mà giúp cho các chị mà có được cái nguồn vốn mà cũng như có được cái phương tiện sinh kế, với quan điểm là trao cần câu cho chị em chúng ta câu chứ không phải trao con cá. Và có thể nói Hội An thì cái này làm rất là tốt. Như vậy có thể thấy với cách làm phù hợp, các cấp hội phụ nữ ở Hội An đã hỗ trợ giúp đỡ chị em hội viên khó khăn, góp phần hoàn thành công tác xóa hộ nghèo, hướng đến xóa hộ cận nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới của Lâm Chàm Hội An vừa tổng kết công tác năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Năm qua dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ban quản lý khu sinh quyển vẫn làm tốt công tác bảo tồn biển, giữ gìn nguyên vẹn những giá trị đa dạng của các hệ sinh thái tại khu Lâm Chàm Hội An. Cùng với công tác tuyên truyền quảng bá, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường, 7 tiêu chí UNESCO công nhận khu sinh quyển thế giới cũng được thực hiện tốt. Năm nay, thành phố Hội An sẽ điều chỉnh quy chế quản lý, kiện toàn ban quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng bền vững tài nguyên khu sinh quyển giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2035. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để trình UNESCO công nhận vùng loại thứ hai của khu sinh quyển vào năm 2024 đối với khu bảo tồn nguồn giống thủy sản dựa vào cộng đồng tại Cẩm Thanh, hướng tới mục tiêu giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Sau 5 ngày thi đấu, các đội bóng của 20 trường tiểu học và trung học cơ sở đã tham gia tích cực, có nhiều trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, trường tiểu học trung học cơ sở Lý Thường Kiệt và trường trung học cơ sở Nguyễn Bính Khiêm xuất sắc giành giải vô địch. Đây là giải bóng đá nằm trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng năm 2021 do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An tổ chức, qua đó bồi dưỡng và nâng cao khả năng thể thao cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu, nhiều du khách nội địa đến Hội An tham quan, tham viếng, cầu nguyện tại các đền chùa, hội quán. Do tình hình dịch bệnh, thành phố đã phải tạm dừng các hoạt động lễ hội cúng viếng đông người nên du khách chủ yếu đi lễ vào các khoảng thời gian khác nhau. Năm nay, thành phố Hội An đã phải thông báo tạm dừng các hoạt động Tết Nguyên Tiêu phòng tránh dịch bệnh. Riêng ngày 16 tháng Giêng, chùa Ông và hội quán Phúc Kiến tạm đóng cửa, không phục vụ bà con vào dân hương để tránh tình trạng hàng ngàn khách phương xa đổ về từ 3-4 giờ sáng như mọi năm.
Biết thông tin này, nhiều du khách ở các tỉnh thành lân cận đã tranh thủ đến chùa ông và hội quán Phúc Kiến trước hoặc sau ngày 16 tháng Giêng để cầu nguyện, tránh tập trung đông người. Đó là tâm linh mà, duy tâm của một con người là mình đến, là cái tâm niệm của mình đến, mình thắp cây nhang làm phải là mình đã có cái tâm rồi. Thế thôi, còn đầu năm thì mình đến là để cầu an thôi, đó, gia đình rồi mọi người bạn bè đó, một năm một mùa xuân tốt đó. Chùa ông được xây dựng cách đây gần 400 năm và có tiếng là linh nghiệm tôn nghiêm ở Hội An. Người đến chùa thắp hương, cầu nguyện hoặc giải tỏa lòng mình cho tinh thần thư thái nhẹ nhàng. Ngày nay, chùa ông đã trở thành điểm du lịch tâm linh, ngày ngày đều có khách trong và ngoài nước đến viếng thăm. Đến cái chùa ông thì đối với Hội An thì cũng như tất cả các nơi khác đều biết đến thì là một cái di tích tâm linh lâu đời nhất. Ngoài cái người dân Hội An, người dân Quảng Nam, người dân Tâm Kỳ, Đà Nẵng về đây để hương khói và xuân ngày. Thì trong đó cũng có những vị lãnh đạo của Trung ương về đây cũng dân hương, cầu quốc thế dân an, cầu cho nhân dân an lạc. Những ngày đầu năm mới, trong điều kiện đề phòng dịch bệnh, nhiều du khách cũng đã đến hương khói tại các di tích đình chùa, hội quán khác như chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến, Triều Châu, nhà thờ Tộc Trần, chùa Pháp Bảo, chùa Vạn Đức, Long Tuyền. Ngoài du khách đến cầu an, cầu phúc, cầu tự, các đền chùa miếu mạo, hội quán ở Hội An cũng thu hút rất đông du khách đến vạn cảnh, khám phá kiến trúc độc đáo của các di tích. Keep the sanctity of the pagoda. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An, thầy giới thiệu của người bạn. Đây là nơi tốt nhất để đến. Khi đến, cứ tưởng như đã là nơi mình gặp gỡ từ lâu. Và chùa Cầu không chỉ cầu may mắn cho gia đình mà còn cảm thấy rất bình an, rất muốn được tận hưởng. Chùa năng lượng tích cực, làm cho người sạch, làm cho mình có suy nghĩ tích cực. Namo A Di Đà Phật. Hội An là nơi có mật độ di tích dày đặc. Ngoài các công trình ở vùng ven xã đảo, trong công viên phố cổ, vị trí các đền chùa, hội quán rất gần nhau, nên không gian thờ tự cũng tập trung hơn. Vì vậy, cùng trong một chuyến đi, du khách có thể đến được nhiều địa điểm. Chính quyền thành phố Hội An cũng đã đưa một số di tích đền chùa vào tuyến tham quan phố cổ để phục vụ du khách. Và hiện nay, thành phố Hội An đang hướng đến phát triển du lịch tâm linh, đáp ứng nhu cầu du khách, nhất là khách nội địa. Trong thời gian gần đây, thì thành phố Hội An cũng đã có những cái chỉ đạo cho ngành chức năng, đó là ngành văn hóa thông tin, để mà tham mưu cho các vấn đề phát triển du lịch tâm linh. Bởi vì nó có những cái tiềm năng, Hội An thì các cái di tích là thờ các cái vị thần để cầu an, cầu tài, các cái vị Phật. Cho nên là hiện nay du khách nội địa là người ta rất là mong muốn cái điều này. Như vậy, những ngày đầu năm mới, đến Hội An không chỉ được tham quan khu di sản và các điểm đến độc đáo khác, du khách còn có thể mãn nguyện nhu cầu du lịch tâm linh, tín ngưỡng của mình. Thành phố luôn nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, văn hóa, sinh thái để phục vụ du khách khi đến với Hội An. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thành phố Hội An tuần này trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.